Chị dâu cướp nhà. Em ăn nhiều vào, có sức khỏe mới học tốt được. Em ăn đi, học cho giỏi. Đợt này đi thi nhớ đậu đầu bảng nhé. Thôi, các anh đừng gấp thêm cho em nữa. Sao anh không ăn đi? Có miếng gì ngon gấp hết cho thằng Út thế? Rồi chẳng biết học hành có nên cơm cháo gì không? Kìa, sao em lại nói thế? Thôi, em cũng ăn đi. Đấy, anh nhìn xem, trên mâm còn cái gì nữa đâu mà ăn. Dạ, vẫn còn chút thức ăn. Chị ăn đi ạ. Thôi, có vài con. Chú gấp cả cho tôi thì ai ăn ai nhịn. Thôi, tôi no rồi. Ba anh em ăn cơm tiếp đi. Sao chị dâu lại nạnh tị với em Út từng chút một như thế nhỉ? Thôi, kệ chị ấy, em đừng để ý làm gì. Mình này, tôi nghĩ em hai và em ba đều đã lớn rồi, có thể tự lập. Chúng ta nên chia đều tài sản mà bố mẹ để lại cho các em, rồi cho các em ra ở riêng sẽ tiện hơn. Ở chung như vậy, em thấy rất bất tiện. Em nghĩ cái gì thế? Bố mẹ mất, mình là anh chị, phải có trách nhiệm lo cho các em chứ. Các em đều lớn hết rồi, em Út cũng học sắp xong, chỉ chờ ngày đi thi. Anh hy sinh cả tuổi trẻ cho các em, giờ cũng cần được thảnh thơi chứ. Mình cứ chia tài sản thật công bằng cho các em là được. Chẳng ai nói được gì mình đâu. Mình cứ thư thư để tôi tính. Tính gì thì tính chứ tôi mệt mỏi lắm rồi. Suốt ngày cơm cơm nước nước, việc đồng án, việc nhà tối mắt tối mũi, không có lúc nào nghỉ ngơi cả. Em nghĩ là chúng em nên ra ở riêng. Em cũng không thích ở với chị dâu nữa. Em cũng cho rằng các em ra ở riêng là đúng ư? Không, không được. Anh không đồng ý. Tại sao lại không đồng ý chứ? Hay là anh muốn giữ tài sản của bố mẹ lại, không muốn chia cho chúng em? Em... Thôi, anh cứ quyết định đi. Em nhất quyết không ở lại với chị dâu đâu. Út và hai ngồi xuống đây. Anh chị bàn một việc quan trọng. Anh cả có chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng thế à? Em Út cũng đã lớn rồi, cũng đã có thể tự lập. Anh muốn bàn với các em về chuyện chia gia sản bố mẹ để lại. Sao lại chia gia sản à? Có nghĩa là anh em ta mỗi người một nơi sao? Theo ý kiến của chị dâu và anh hai, mọi người muốn như vậy. Anh không muốn, nhưng cứ sống thế này anh mệt mỏi lắm. Em không muốn, em không đồng ý. Tại sao lại phải chia tài sản làm gì chứ? Chú cũng lớn rồi, không nên sống dựa dẫm mãi vào anh chị. Cần phải tự lập dần đi. Em hai cũng đã trưởng thành, hoàn toàn hỗ trợ được cho em. Em không việc gì phải tỏ ra bất bình như thế. Chị dâu nói đúng, chúng ta cũng đã khôn lớn, chúng ta hoàn toàn có thể tự lo được cho mình. Chúng ta không cần ai phải lo cho chúng ta hết. Trời ơi. Được, nếu anh trai các chú khó xử, chị sẽ đứng ra chia tài sản giúp. Bố mẹ để lại 5 mảnh ruộng, chị sẽ chia cho hai chú mỗi người 2 mảnh. Chỗ mảnh ruộng ấy chị cũng đã gieo cấy rồi, các chú chỉ cần đợi đến kỳ thu hoạch, không lo đói. Vâng, em đồng ý. Còn cái nhà lớn này, anh chị là cả, nên dĩ nhiên được hưởng, còn lo hương khói cho bố mẹ nữa. Sao lại thế được? Anh chị lấy nhà thì chúng em ở đâu? Sao chị khôn thế? Thì chị đã chia ruộng nhiều hơn cho hai chú rồi còn gì. Hơn nữa, chị chưa nói hết, bố mẹ còn để lại một ít ngân lượng, chị cũng sẽ chia hết cho hai chú. Chị nghĩ như vậy là công bằng. Hai chú có thắc mắc gì nữa không? Thôi được, nhưng số ngân lượng ấy cũng không đủ để chúng em cất nhà. Em cảm thấy vẫn chưa công bằng. Được rồi, chị cũng có ý sẽ chia cho hai chú cái nhà bếp kia. Hai chú dọn dẹp lại cũng ở tạm được. Với số ngân lượng bố mẹ để lại và ngần ấy ruộng đất thì đã tha hồ làm ăn rồi. Các chú vẫn lãi chán. Cây cổ thụ kia sẽ ở giữa hai nhà chúng ta. Vậy chị tính làm sao? Cây cổ thụ đấy sẽ thuộc về anh chị. Anh chị là cả, dĩ nhiên được hưởng rồi. Sao lại thế được? Cây cổ thụ đó sẽ thuộc về em. Anh chị phải nhường cho em Út chứ. Đã chia cho các chú nhiều như vậy rồi mà các chú còn đòi cả cây cổ thụ nữa. Tôi không đồng ý. Nó là của tôi. Không, nó là của em và Út. Anh chị đã hưởng cái nhà to rồi, là của em. Thôi, hai chị em thôi đi. Thôi được, để khỏi phải tranh nhau. Ngày mai chúng ta sẽ chặt cây cổ thụ ra, rồi bổ chia làm ba thật đều cho nó công bằng. Có chuyện gì mà em khóc to thế? Anh không thấy sao? Cây cổ thụ của chúng ta bị chết rồi. Ôi dào, tưởng chú có chuyện gì. Chứ mỗi cái cây chết,
chia ra thì cũng có được bao nhiêu đâu mà chú phải khóc. Hơn nữa, kiểu gì chúng ta chặt nó ra để chia nhau, trước sau gì nó chả chết. Chú Hai nói đúng đấy. Có gì đâu mà mới sáng sớm chú đã khóc ầm lên, làm ai cũng tưởng có chuyện gì. Anh chị không thấy ư? Đến cái cây cũng có tình có nghĩa. Nó nghe nói nó sắp bị chúng ta chặt nó ra rồi chia năm xẻ bảy, nên đã đau buồn mà chết. Chúng ta là anh em ruột thịt, sao lại tìm cách chia xa? Từ nay chúng ta sẽ không chia xa nữa. Chúng ta là anh em một nhà, sao lại có thể chia nhau mỗi người mỗi ngã chỉ vì mâu thuẫn lặt vặt chứ? Vâng, tiền bạc có thể chia được, chứ tình cảm làm sao chia được? Món quà đặc biệt. Mẹ ơi, mẹ. Lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá. Chết thật, mẹ ốm lâu chưa? Sao không gọi cho con về? Mẹ ốm mấy hôm rồi. Mẹ nằm nghỉ, để con mời y sĩ trạm xá đến khám cho mẹ. Không được đâu con à. Y sĩ xã đi tập huấn trên tỉnh chưa về. Cả bản nhiều người bị dịch sốt rồi con à. Chết, để con đưa mẹ lên bệnh viện huyện. Thôi, đi viện tốn kém lắm. Hay con mời thầy cúng về, đuổi con ma bệnh tật đi xem sao. Cùng bản có thể khất tiền thầy cúng trả sau cũng được. Thời nào rồi mà mẹ còn tin vào thầy cúng. Thôi cứ đi viện đã, có gì con sẽ thu xếp sau. Bác Siêu ơi, bác có nhà không? Anh Lũ hả? Bố em đi chở khách đến đêm mới về cơ. Thế này mẹ con mình phải đến chiều mới lên đến huyện. Giúp được gì không? Ôi vàng ơi, may quá. Mẹ tôi bị ốm, tôi đưa mẹ đi viện. Đường xa không đi nhờ xe được. Trời sắp tối rồi, mẹ tôi chắc mệt quá rồi, nên chắc không đi nổi nữa. Nhờ bác. Được, tôi có việc về thị trấn, hai người có thể đi cùng tôi. Cảm ơn bác quá. Ấy, cháu không có tiền để vào phòng khám tư đâu. Bệnh mẹ cậu để lâu sẽ gây biến chứng. Bệnh viện huyện còn xa lắm. Cậu cứ vào đây, phải lo cho bà đã. Tiền nông nói sao? Hóa ra ông là bác sĩ à? Hôm nay chị có thể về nhà được rồi. Cảm ơn bác sĩ. Tôi thấy khỏe mạnh rồi bác sĩ à. Cháu gửi bác sĩ ít tiền thuốc mấy ngày qua. Chắc chỗ này chỉ đủ tiền thuốc. Cậu bé cất tiền đi, về mua gì tẩm bổ cho mẹ cậu. Tôi không lấy tiền của cậu đâu. Mẹ đã khỏe hẳn chưa mà đã làm việc rồi? Thuốc của bác sĩ đó tốt thật. Giờ mẹ khỏe lắm. Ây da, bác sĩ thật tốt bụng. Mẹ con mình nên gửi món quà gì đó để cảm ơn bác ấy chứ. Tiếc là nhà mình chả có món gì quý giá. Mùa đông đến rồi, con mới kiếm được gánh củi khô. Con gánh xuống để bác sĩ sưởi ấm. Ừ nhỉ, thế ngày mai con mang quà xuống gửi bác sĩ nhé. Vâng ạ. Cậu bé mang củi đến đây làm gì thế? Dạ, cháu mang biếu bác sĩ bó củi để sưởi ấm cho mùa đông ạ. Này cậu bé, bây giờ người ta nấu cơm bằng bếp ga.
Ở đây có điều hòa rồi, không ai dùng cái này để sưởi nữa. Cậu thật là... Thế ở đây không dùng củi hả? À Lũ, cháu gánh bó củi này từ trên nhà cháu xuống đây cho bác sao? Vâng ạ. Nhà cháu chẳng có gì ngoài củi hả? Đối với một bác sĩ như tôi, còn gì hạnh phúc hơn khi nhận được một tấm lòng như thế chứ? Cảm ơn cậu bé rất nhiều. Món quà của cậu thật là quý giá. Nó sẽ là kỷ vật không bao giờ quên trong đời tôi. Ứng cử viên sáng giá. Anh Thắng, trưởng phòng xuất nhập khẩu chúng ta mới về hưu. Giám đốc sắp có quyết định cân nhắc người lên thay cái ghế ấy. Anh Hưng, chuẩn bị khao cho anh em dần dần đi là vừa. Gớm, phòng mình bao nhiêu là nhân tài, sếp còn phải lựa chọn chán. Phòng mình đông thật, nhưng gạo cội nhất chỉ có anh với anh Huy thôi. Kiểu gì một trong hai anh chẳng được chọn. Lại nhắc tới cái lão Huy đó. Thôi, cái chuyện ấy thì chỉ có sếp mới quyết định được thôi. Tới lúc đó sẽ biết. Ăn đi anh em. Vâng, ta ăn nhanh còn vào phòng ngã lưng một lát nữa. Đủ rồi, lên đường đi anh em. Vâng, em đi đây ạ. Anh Hưng, anh lên phòng gặp giám đốc ngay đi. Giám đốc cho gọi anh đấy. Sao, giám đốc cho gọi anh à? Vâng ạ. Giám đốc vừa gọi điện xuống phòng, em chạy ra báo anh luôn. Giám đốc cho gặp riêng mình, hay là về chuyện bổ nhiệm? Hay quá. Anh cho gọi em ạ. Như cậu biết đấy, anh Thắng mới nghĩ, tôi đang cân nhắc người lên thay vị trí của anh ấy. Ôi, đúng như mình dự đoán. Vị trí trưởng phòng xuất nhập khẩu là một vị trí rất quan trọng, then chốt. Vì vậy, tôi cần tìm một người thực sự tâm đầu ý hợp, lại biết việc, nhanh nhẹn và giỏi tính toán. Cậu hiểu ý tôi chứ? Dạ, em hiểu. Nhà máy ta là một trong những nhà máy có doanh thu lớn, đóng góp một phần không nhỏ cho doanh thu của toàn tổng công ty. Vì lượng hàng hóa xuất ra nhập vào rất lớn, nên cũng có rất nhiều kẽ hở ta có thể tận dụng được. Làm việc mà thật thà quá thì không biết tới đời nào mới giàu. Tôi nói thế, cậu hiểu ý tôi chứ? Anh nói thế là em hiểu rồi. Thời buổi này là thời buổi kinh tế thị trường, có cơ hội tội gì mà ta không nắm bắt. Anh yên tâm, nếu anh tin tưởng giao cho em một vị trí trong ekip kính ấy thì em nhất định sẽ làm thật tốt và sẽ kính như bưng ạ. Anh yên tâm, về chuyện này anh có thể tin ở em. Vậy thì tốt, tôi không băn khoăn gì nữa rồi. Vâng, em cảm ơn anh. Đại ca, hôm nay có chuyện gì mà mời bọn em đi uống bia thế này? Uống đi, chén tẹt ga luôn. Hôm nay anh khao, tất nhiên là có tin vui rồi. Chiều nay giám đốc gọi anh lên, có phải là chọn mặt gửi vàng đặt anh vào cái ghế trưởng phòng rồi không? Ừ, hay là thế? Thật thế hả anh? Ừ, thì sếp cũng đã bật đèn xanh, chắc là sẽ có quyết định chính thức thôi. Ôi, chúc mừng anh nhé, tin vui quá. Cạn ly ăn mừng nào. Vô, 100%. Ôi, cuối cùng cũng có quyết định bổ nhiệm vị trí trưởng phòng xuất nhập khẩu rồi này. Hả? Sao lại thế này? Anh Huy nhận chức này là xứng đáng rồi. Phải đấy. Mời vào. Dạ thưa anh, em mới đọc được quyết định. Không biết là có nhầm lẫn gì không ạ? Vì hôm qua anh có nói với em... Tôi hiểu, cậu hẳn đang rất thắc mắc. Tôi sẽ nói để cậu hiểu. Vị trí trưởng phòng xuất nhập khẩu này, cả cậu và cậu Huy đều rất xứng đáng. Chiều hôm qua, sau khi gặp cậu, tôi cũng có gọi cậu Huy lên nói chuyện. Sao ạ? Vậy anh ta nói gì mà anh lại thay đổi quyết định nhanh như vậy ạ? Cậu ta nói những điều mà tôi thực sự cần nghe. Nhà máy ta là một trong những nhà máy có doanh thu lớn, đóng góp một phần không nhỏ cho doanh thu của toàn tổng công ty. Vì lượng hàng hóa xuất ra nhập vào rất lớn, nên cũng có rất nhiều kẽ hở để ta có thể tận dụng được. Nếu như cậu được làm trưởng phòng xuất nhập khẩu,
chắc cậu cũng biết sẽ phải làm gì. Làm việc mà thật thà quá thì không biết tới đời nào mới giàu. Tôi nói thế, cậu hiểu ý tôi chứ? Giám đốc, anh nói vậy nghĩa là chúng ta sẽ trở thành những người tham ô ư? Anh nói nghiêm túc đấy chứ? Tất nhiên, tôi đang rất nghiêm túc. Giám đốc, anh thật làm tôi thất vọng. Tôi nghĩ tôi không hợp với sự tin tưởng và vị trí mà anh định đặt tôi vào. Tôi xin phép. Khoan đã, hãy ngồi uống thêm chén nước đã. Những điều cậu Huy nói mới thực sự là những gì tôi cần. Vậy là giám đốc chỉ thử lòng mình. Giám đốc, thật sự em không phải như anh nghĩ đâu. Em vị khách già khó tính. Cô ơi, đồ ăn của chúng tôi có chưa? Sao lâu quá vậy? Tôi cũng đang làm hết sức mình rồi, anh không thấy sao? Phục vụ đâu? Mì kiểu gì thế này? Lại là ông ấy. Melina, em không thể kiên nhẫn nổi với ông ấy. Chỉ có chị mới chiều được ông ấy thôi. Xin chào ông Walter. Chúc ông một ngày mới tốt lành và một bữa sáng ngon miệng. Các cô làm ăn cái kiểu gì vậy? Tôi đã nói món mì của tôi đừng cho nấm vào cơ mà. Dạ, nấm hương sớm nay mới hái. Rất tươi ngon và đặc biệt. Nó rất tốt cho sức khỏe. Nhất là bệnh tim mạch của ông đấy, ông Walter à. Nhưng tôi không thích vị của nó. Nhìn thôi đã thấy không muốn ăn rồi. Ông hãy thử ăn một miếng đi. Cháu đảm bảo nó rất thơm ngon. Tôi đã nói không là không. Vậy cháu sẽ đem ra cho ông một đĩa mì khác ngay đây ạ. Cháu xin lỗi. Ngày nào cũng thế này, chạy cuống cuồng từ sáng sớm đến tối muộn. Em sắp kiệt sức mất rồi. Bây giờ về nhà, tắm rửa sạch sẽ, ngâm chân trong nước ấm 30 phút, rồi lên giường ngủ một giấc thật ngon là sáng mai lại khỏe ngay thôi mà. Em phục chị thật đó, lúc nào cũng đầy năng lượng, mà nhất là cái ông khách Walter đó chứ. Người đâu mà lúc nào cũng quạo quọ nhăn nhó. Chỉ có chị mới nhẫn nại nổi với ông ấy, chứ còn em thì chịu. Tuy bề ngoài ông ấy khó tính như vậy, ông ấy chắc chắn là một người sống rất nội tâm. Người già thường rất dễ cảm thấy cô độc, lẻ loi. Có lẽ chính vì thế mà họ tỏ ra cáu kỉnh, bực bội. Mình hãy cố gắng đặt mình vào để hiểu và trò chuyện với họ. Một chút kiên nhẫn thôi cũng đâu phải quá khó, đúng không em? Vẫn biết là vậy, nhưng công việc rối bù lại đủ thứ phải lo. Em không thể nào kiên nhẫn và bình tĩnh nổi ấy. Đúng là em còn xa mới được như chị. Có gì đâu, chị chỉ làm những gì mình có thể thôi mà. Xin mời ông Walter. Hôm nay ông thấy trong người ra sao ạ? Trong người tôi còn chỗ nào là khỏe mạnh đâu kia chứ. Nếu ông không bận gì thì sáng nay có tổ chức một cuộc thi hát ở quảng trường thành phố với những người cao tuổi đấy. Cháu nghĩ nó sẽ rất hay ạ. Cô nghĩ tôi còn đủ sức để tới được tận đó sao? Cháu có thể xin nghỉ 15 phút để đưa ông tới đó, ông Walter, được chứ ạ? Thật hoang đường. Hãy nhìn lại quán ăn đi. Cô nghĩ cô có thể rời khỏi đây trong 15 phút được sao? Dù sao thì cũng chúc ông một ngày tốt lành, ông Walter. Một thời gian sau. Chị sao vậy? Mấy hôm nay em thấy chị có vẻ không vui vẻ như mọi khi. Không có gì. Chỉ là đã hơn 2 tuần nay, chị không thấy ông Walter ghé quán chúng ta. Không biết là ông ấy có chuyện gì không nữa. Phải rồi. Chị nói em mới để ý. Đỡ hẳn một khách hàng siêu khó tính. Chắc ông ấy chuyển tới ở cùng con cái hay đi nghỉ ở đâu đó thôi. Chị cũng hy vọng như vậy. Hy vọng không có chuyện gì xấu xảy ra với ông ấy. Xin mời ngài. Cảm ơn cô. Melina, có người tới tìm chị này. Chào cô. Xin mời ông. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Tom Ho, là luật sư riêng của ông Walter. Vậy sao?
Ông Walter dạo này sao rồi? Ông ấy vẫn khỏe chứ thưa ông? Rất tiếc ông ấy đã mất cách đây gần một tháng rồi. Trời ơi, quả là một tin buồn. Tôi rất tiếc. Ông ấy cũng đã từng nói với tôi rằng ông luôn mong chờ đến giờ dùng bữa tại nhà hàng. Đó là khoảng thời gian mà ông cảm nhận được sự ấm áp và thân thiện mà cô dành cho ông. Thật vậy sao? Tôi rất vui vì biết mình đã làm được gì đó cho ông ấy. Tôi nghĩ mình sẽ tới thăm mộ ông ấy và tạm biệt ông ấy lần cuối. Và cảm ơn ông ấy nữa, Melina, vì cô cũng là một trong những người nằm trong danh sách thừa kế của ông ấy. Sao? Danh sách thừa kế ư? Cô sẽ nhận được 50.000 USD cùng với một chiếc ô tô do ông ấy để lại. Tôi thật sự đâu có làm được gì nhiều cho ông ấy chứ. Không, cô thật sự đã làm cho ông ấy rất nhiều. Cô xứng đáng với những gì mình nhận được. Cô đã giúp ông ấy cảm thấy ấm áp, vui vẻ hơn chỉ bằng nụ cười. Và sự nhiệt tình, cởi mở, tốt bụng của cô, Melina. Những thứ đó đâu phải ai cũng sẵn lòng đem cho người khác. Hoặc đôi khi vì quá bận rộn mà người ta quên bẵng đi. Nhưng cô thì không. Ông ấy cảm nhận được sự chân thành, quan tâm từ cô dành cho mình. Mặc dù ông chỉ là một vị khách không quen biết. Đôi khi, những tình cảm chân thành đó đáng giá hơn rất nhiều so với tiền bạc của cải. Cảm ơn luật sư. Ôi, ông Walter, cháu biết nói thế nào cho hết lòng biết ơn của mình với ông đi. Vẹt và chim sẻ. Từ sáng đến giờ chả kiếm được cái gì bỏ vào bụng cả. Vừa đói vừa mệt. Wow, ngủ đã quá. Mà hôm nay trời đẹp ghê. Số cậu ấy rõ sướng. Trong khi mới sáng sớm, mình đã phải vất vả đi kiếm ăn, thì cậu ấy ngủ đến tận giờ này mới phải dậy. Hay, trời mới sớm đã nắng chang chang thế này, đẹp gì cơ chứ. Gì mà ồn ào thế không biết. Bộ lông của cậu đẹp quá. Nhìn kìa, các màu sắc mới rực rỡ làm sao. Đúng là cái số của mình vừa vất vả, vừa xấu xí. Đi kiếm ăn cả buổi, muốn nghỉ ngơi một tí mà không được. À! À! Con chim rơi xuống đoạn này mà. Nó rơi xuống đâu nhỉ? À. Ôi, chim sẻ. Cẩn thận, để mình đỡ cậu, anh Vẹt. Để mình dìu cậu trốn vào kia, thợ săn sắp đến rồi. Quái, sao không thấy đâu nhỉ? May quá. Thợ săn đi rồi. Cậu bị thương rồi. Chúng mình chịu khó đợi ở đây thêm một chút, cho người thợ săn đi hẳn, rồi mình sẽ đưa cậu về. Thật làm phiền cậu quá. Phải đi bộ với mình thế này. Cậu rõ thật là bạn bè hoạn nạn. Cậu nói gì mà lạ thế. Cậu chắc đau lắm. Gắng lên nhé. Mình đến chỗ bụi cây phía trước kia ngồi nghỉ cho an toàn nhé. Ừ. Cậu nghỉ ở đây một lát đợi mình. Mình đi lấy nước cho cậu. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Cậu thật là tuyệt vời cả. Vừa đẹp người vừa tốt nết. Không những thế, lại có cuộc sống an nhàn, sung sướng đầy may mắn nữa. Ước gì tôi được như cậu. Kìa, sao bạn lại nghĩ thế? Tôi sinh ra đã xấu xí thế này. Cuộc sống lại vô cùng vất vả lận đận sớm hôm.
đã thế, còn xui xẻo suýt thì bị bắt. Ôi, giá như được một phần của cậu thôi thì... Cậu nghĩ như vậy sao? Thật ra thì chúng ta như nhau cả thôi mà. Như nhau thế nào được? Số tôi hẩm hiu, bất hạnh, chứ có được như cậu đâu. Cậu biết không, trước kia tôi cũng hay than trách số phận lắm. Nhưng rồi một lần bay ngang dòng sông, nghe được câu chuyện của hai bạn sống mà tôi đã thay đổi đấy. Chuyện của hai bạn sống là chuyện gì vậy? Hôm đó, bạn sống nhỏ nhìn sống lớn ngưỡng mộ. Thật bất công làm sao? Bạn sống kia cao lớn, mạnh mẽ như vậy, còn mình thì bé tẹo và yếu đuối như thế này. Kìa sống nhỏ, đừng buồn như thế. Hẳn là bạn không nhận ra gốc gác của mình nên mới buồn thế đó. Gốc gác? Chẳng phải tôi là sống nhỏ, còn bạn là sống lớn đó sao? Sống chỉ là nhất thời trong từng thời điểm thôi. Còn kỳ thực, tôi và bạn đều là nước. Khi hiểu được gốc gác, chúng ta đều là nước như nhau, thì bạn sẽ thấy sống lớn hay sống nhỏ chỉ là cái vỏ mà thôi. Ồ, đúng vậy, chúng ta là nước thật. Vậy đó, tôi và bạn cũng thế. Tuy là vẹt và chim sẻ, nhưng chúng ta đều là những chú chim, cùng phải kiếm ăn, cùng phải đối mặt với những hiểm nguy như nhau. Bản chất của chúng ta trong cuộc sống này là như nhau. Còn để cuộc sống vui vẻ hay buồn bã là cách chúng ta nhìn nhận thôi. Bạn cũng có tất cả đấy chứ. Có đôi cánh để bay cao, có bầu trời bao la khoáng đãng như ai, có cây rừng che chở nuôi sống. Bạn có tất cả mà. Ừ, tôi hiểu rồi, cảm ơn vẹt. Nào, bạn thấy đỡ hơn chưa? Tôi dìu bạn về, không trời sắp tối rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.